Hello, Cao Bồ Nguyễn Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em. Hôm nay ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2022, em có đơn hàng gửi đi phương xa. Cũng như thường lệ, trước khi gửi hàng, em làm lít test để quý vị cũng như là vị khách đã giao dịch thành công với Cao Bồ Nguyễn Audio biết được sản phẩm trước khi nhận trong tình trạng như thế nào. Và hôm nay em xin giới thiệu vị khách ngày vía thần tài của em, một trong những vị khách mở hàng ngày vía thần tài của em, một vị khách rất là đặc biệt, vị khách có chức danh là bác sĩ Nguyễn Mạnh Chương, làm tại trung tâm y tế, có địa chỉ để em gửi hàng đến là trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng, địa chỉ tại 16B Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Có số điện thoại 0913322449. Vị khách đã giao dịch thành công với Cao Bồ Nguyễn Audio bộ bô Combine 5. Đặc biệt là bộ bô Combine 5 này là sử dụng dòng điện 230V, 240V, xuất đi châu Âu, cho nên là không cần sử dụng biến thế. Đó là một trong những cái ưu điểm của bộ bô. Trong cái clip này mà em giao dịch thành công với vị bác sĩ. Trước khi đóng gói gửi hàng, thường lệ em làm một clip test, thì hiện tại em đang kết nối bộ loa với máy vi tính và kết nối qua cổng USB. Và sau đây em sâu chi tiết để vị khách cũng như là tất cả anh em nắm được tình trạng ha. Đây. Đó. Ở đây là cái dây ha. Cái dây em kết nối với máy vi tính. Đó, quý vị thấy ha. Kết nối với máy vi tính và cái phần còn lại đây. Đó, em cắm với bộ loa ha. Thì nói chung là em đã cắm sẵn hết rồi. Và em cũng xin nhắc lại vị khách nè. Tất cả những cái jack này anh chỉ cắm nhẹ vô thôi ha. Anh không nên thấy mà nó vướng vướng, nó không vào, anh không có nên ấn mạnh ha. Vì ở đây á, cái jack này là của nó rồi, cho nên là không đúng là nó sẽ không vào. Chúng ta lừa lừa nhẹ nhẹ và chúng ta ấn cái nhẹ là nó vào, nó kêu cái cạch một cái là xong ha. Kêu rất là nhỏ nha, chứ mà em diễn tả cái từ cái cạch một cái, nhiều khi anh tưởng là kêu lớn, nó không kêu lớn ha. Nó có cái cảm giác là nó ăn vào với nhau đó. Và ở đằng sau này nó chỉ có một cái nút duy nhất tròn tròn, đây là nút chỉnh bass woofer, là phần chỉnh âm bass. Còn lại chúng ta kết nối bên máy vi tính và muốn âm lượng rồi chỉnh âm sắc như thế nào thì chúng ta chỉnh trên máy vi tính đó. Rồi, và bộ loa gồm có một súp, hai lo vệ tinh, một control box đó. Cái control box này á là nó có mấy công năng sau. Thứ nhất là tắt mở nguồn. Đây, chạm vào là nó tắt. Đó, chạm vào nó tắt nè. Rồi chạm vào là nó mở nè. Đó, thì cái đèn ở đây nó nhảy ha. Và ở đây nó có một cái volume. Ở trên này nó có hai cái cổng. Thứ nhất là cổng nhận tín hiệu 3,5 ly, nhận tín hiệu vào, và một cái lỗ cắm tai nghe cũng 3,5 ly. Đó. Rồi, và em cũng không nói quá nhiều về bộ loa này nữa. Thì thực sự rằng là anh em đã đi tìm kiếm cái bộ loa này thì anh em cũng đã biết quá nhiều về nó rồi. Chất âm thì em cũng không nên nói nhiều nữa, vì đây là một trong những bộ loa gọi là mang tính chất, có thể nói rằng là nó là một bộ loa huyền thoại, sống mãi với thời gian, mặc dù rằng là không còn sản xuất nữa, nhưng rất nhiều người tìm kiếm để sở hữu bởi chất âm cũng như là cái công năng của nó mang lại. Mặc dù rằng là sau thời điểm này, thì hiện tại thời điểm này là người ta đã ra những cái model cao hơn, nhưng nhiều người vẫn thích bộ loa này. Rồi, và em cũng sâu kỹ là một lần nữa là tình trạng bộ loa này là trong tình trạng là không mẻ đó, không mẻ không bể. Tất nhiên là nó có cái vít cũ theo năm tháng ha. Tình trạng là không bể nở chày xước thì tất nhiên là có cái vết cũ theo năm tháng, chứ còn chày xước thì
rất là nhỏ ha. Nói chung là hàng đã qua sử dụng cũng không tránh khỏi những cái vết gọi là xước xát nhỏ xíu, chứ không gọi là chày mà nhìn thấy được. Đó, hàng là qua sử dụng và trong tình trạng là còn zin nha, tình trạng zin hát tốt đó, không qua sửa chữa đó. Em khẳng định với vị khách rất rõ ràng, anh em cũng nghe rồi. Mời quý vị và vị khách đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận một phần nào đó về chất lượng âm thanh cũng như sự hoạt động hoàn hảo của bộ loa. Em xin kết nối với máy vi tính và lấy nhạc từ trên mạng xuống. Chúng ta test hai phần. Thứ nhất là chúng ta test về nhạc non-stop, sau đó chúng ta một đoạn làm một đoạn bolero và chúng ta kết thúc. Rồi, mời tất cả quý vị và vị khách đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận về sự hoạt động hoàn hảo của bộ loa. Đó, quý vị cũng có thể nghe được tiếng gà gáy ha. Em không có phải là quay trong một cái không gian kính cho nên nó cũng có hơi cái tạp âm chút xíu. Rồi, mời quý vị. Non-stop rồi, giờ chúng ta làm một đoạn bolero để cảm nhận cái sự khác biệt của chất âm. Đôi khi đánh nhạc đen nó không cảm nhận hết. Một đoạn như thế là chúng ta thấy được là bộ loa vẫn còn trong tình trạng là hoạt động tốt. Đó là một trong những tiêu chí trước khi gửi hàng giao dịch thành công với bất kỳ một vị khách nào. Thì em cũng muốn để vị khách nhìn thấy được cũng như tất cả anh em đánh giá được là món hàng của quý vị khi giao dịch với em là trong tình trạng là hoạt động tốt. Và trước khi kết thúc, em quay lại một lần nữa để quý vị và anh em nhìn được cái số seri ha, nhìn được cái số seri của cái quả súp này. Vì em đây có một bộ cuối cùng thôi, em không có nhiều cho nên là em cũng muốn làm kỹ để tất cả anh em và quý vị thấy được là cách làm việc của em. Đó. Rồi, bây giờ em xin phép tháo cái này ra nha, tháo cái này ra.
để chúng ta coi cái phần đó, chúng ta coi cái phần series đó, đây series đây, quý vị thấy ha, đây cái số series của nó là 243AC đó, quý vị thấy ha. Và ở đây là cũng chú thích rất là rõ là dòng điện là 220 đến 240 V đây quý vị đó, quý vị thấy ha, 220 đến 240 V và công suất tiêu thụ điện là 300W đó, quý vị thấy ha. Và tất cả là đây cổng kết nối rất nghiêm chỉnh đầy đủ đó. Rồi số series thì quý vị cũng thấy rồi ha, đó vị khách cũng nhìn thấy rồi. Bây giờ em trước khi kết thúc em lại cắm ngược lại và để anh cảm nhận được ha. Và khi em tháo ra hết thì cái máy vi tính nó lại phát ở trên cái loa vi tính đó. Đây em cho dừng nha, đó quý vị thấy nó dừng ha, đó thì không có tiếng. Bây giờ em sẽ kết nối với đây, em quay từ đầu tới cuối để quý vị nhìn thấy nha. Dạ, ừ rồi bây giờ em gắn nha, đây quý vị thấy nha, đây cái lỗ màu đỏ thì chúng ta gắn cái dây màu đỏ ha, à, chúng ta gắn nhẹ ha, đây gắn đúng cái khớp của nó, chúng ta gắn đó, gắn nhẹ nhàng ha, không cần phải mạnh bạo, nhẹ nhàng thôi đó, nhẹ cái là nó vô đó, rồi đây tất cả đều nhẹ nhàng, không có cái mà nó không vào có nghĩa là không đúng nha, có nghĩa là không đúng thì nó không vào, thì chúng ta đừng có cố ấn ha, nhẹ thôi đó quý vị thấy không? Em ấn nhẹ cái là nó vào ha. Rồi bây giờ chúng ta cắm cái dây nguồn đây. Điện nhà ha, chúng ta cắm vào là chơi được thôi, không cần phải chuyển đổi. Rồi nhẹ nhàng mở nguồn ra cho nhạc trên máy vi tính hát nè. Đó quý vị thấy không, khi em cho hát là trên máy vi tính nó đã kết nối thì là nó sẽ không còn phát ở trên loa máy vi tính laptop nữa ha. Và cái phần này thì anh chịu khó anh cài đặt một chút xíu, khi cắm vào trong máy vi tính nó sẽ hiện lên chúng ta kết nối cái phần USB dành cho loa bô đó, cái bờ đền 5 nó có hiện cái thông tin lên ha. Đó. Rồi xong, tình trạng là em cũng đã tháo ra quay series và lắp lại, là quý vị cũng thể thấy rằng là bộ loa hát rất là tốt. Rồi cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi một cái clip test âm thanh trước khi đóng gói gửi hàng cho một vị khách ở phương xa. Và em cũng xin nhắc lại đây là thông tin của vị khách nha anh em. Đây vị khách có tên là Nguyễn Mạnh Trương, bác sĩ tại trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng, địa chỉ tại 16B Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, có số điện thoại 0913322449. Cảm ơn vị khách rất là nhiều, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi clip test âm thanh trước khi đóng gói gửi hàng cho vị khách phương xa. Cảm ơn tất cả quý vị, chúc tất cả anh em và quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công. Thank you, bye bye.